lính Ukraine thua tan tác, tháo chạy ở Tây Aptipka. Kênh Aiden đưa tin, trên mặt trận phía Tây Aptivka, tình hình xung quanh Novoselivka-Bursa đã xấu đi đáng kể đối với quân đội Ukraine khi các đường tiếp tế bị cắt đứt bởi hỏa lực trực tiếp của đối phương và hầu hết các điểm nổi bật hoặc đầu cầu bị ngăn cách bởi sông Vopcha. Lực lượng Kiev đã buộc phải tháo chạy về bờ bên kia. Trong khi đó, kênh RA đưa tin, lực lượng Moscow đã đột phá 4 km để tạo thế gọng kìm xung quanh Kubiansk. Còn đối phương đang mất hết tiêu đoàn này đến tiêu đoàn khác trong các cuộc tấn công phù nghĩa. Nhà phân tích quân sự Ukraine báo tin xấu. Cuộc tiến công của quân đội Nga tại khu vực Vyshani không chỉ có nghĩa là một cuộc xâm nhập nguy hiểm và không gian tác chiến hướng tới Osko, mà còn là việc hình thành một gọng kìm phía nam đối với Kubiansk. Trước đó, gần Kubiansk, Binh sĩ Nga hành quân vượt hơn 4 km về phía Tây và đột nhập vào Noe, tiến trên một khu vực rộng tới 3,05 km. Khoảng 9 km còn lại từ Bechani đến sông Oskoy và không còn khu định cư nào khác cản đường lực lượng Moscow nữa.